động của chiến tranh tiền tệ đến nền kinh tế thế giới. Trên thực tế, các cuộc chiến tiền tệ tạo ra nhiều hệ lụy đến khía cạnh kinh tế, chính trị, xã hội. 1. Cuộc chiến tranh tiền tệ lần 1 đã tạo ra một cục đại suy thoái trên toàn thế giới. Điều này khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, sản xuất ở các nước công nghiệp phát triển giảm mạnh. 2. Với các bên tham chiến, cuộc chiến tiền tệ gây nên sự sụp đổ của các nền tài chính. 3. Chính phủ các nước cũng sẽ xáo trộn, gây gián đoạn thương mại, tạo ra các xu hướng cực đoan về chính trị. 4. Chiến tranh tiền tệ còn gây thiệt hại lớn về thương mại quốc tế và giao thương của toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, hãy like và follow để đón xem video tiếp theo nhé.